báo cáo nó liền nhất. Thế tí nữa khi mình làm ấy thì có nhảy múa không? Có. Nhảy múa đấy là do có người nhập hay là mình làm động tác mình nhảy múa mình dâng lễ? Có mọi người mà nhập các bạn ngồi tất cả đêm cả ngày đâu. Xem ngồi thế này cả đêm cả ngày thì thế này mãi thế này ba. Phải ngồi thế mà thăm vào bắt đầu bảo có thầy vào làm thế cứ ngồi thế này mà cứ ngồi cả ngày được ngồi cả ngày cả đêm thế ba thì giả hàng người ta bán ba ngày ba đêm cũng làm được thế thì ra ăn một bát cơm đó thế thôi. Nghĩa là những ngày này là phải ăn chay hết à? Đấy là không ăn chay. Không ăn chay. Không ăn chay. Đây là họ đang làm cái gì đấy bà? Làm trầu để ăn. Nhưng mà làm bằng giấy này mà. Giấy này để cái giấy này cuốn cái đây cuốn cái hương. Cái phải ăn hương. Bắt đốt cháy mới ăn ra. Một miếng trầu. Một miếng trầu được một đôi hương. Và cái ông thứ nhất 3 miếng. Thứ hai là 5 miếng. Thứ ba là 7 miếng. Cái này là cái xem vào ai để ai phải ăn ai làm thế này. Nghĩa là sẽ nhập vào ai để làm cái vị trí lúc ấy nó còn ấy bảo xuống lo nhưng mà chưa đến đâu tập nửa đêm đi mới được thế này à. Không, đây là gỗ anh ạ. Nó là chất liệu từ gỗ. Gỗ. Nó nhiều gỗ chai ấy rồi, nó là vừa nặng vừa rắn. Cái này gỗ. Không phải đâu. Cái gọi là đài âm dương. Nhưng mà cứ đi làm nhiều quá đi làm là nó không dùng đồng xu. Cái này là làm cái này nó hay cùng cái nó đen. Cây tre nó đen. Nó cùng hay cùng còn thì cứ đen chì này. Cái này không phải lấy đen như thế, không phải là cùng nó đen đâu. Không phải cùng nó đen. Thôi bà cứ ngồi đi. Bà đang ở bản dân Bình Liêu.